Xin chào tất cả các bạn. Thì có nhiều bạn hỏi mình cái câu hỏi là sao nuôi ấu trùng nó khô quá vậy, hay thế, cho ăn cái gì mà sao mình nuôi ấu trùng nó ướt lắm, không có được khô. Ê, ngày hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình nuôi ấu trùng để cho nó khô, để dễ dàng thu hoạch, dễ dàng dọn phân. Thì mình chia sẻ cái nơi mình nuôi ấu trùng như thế nào, cái cách cho ăn và cái thời gian cho ăn và cái thức ăn là cái gì. Thì đây, các bạn chờ chút nhé, mình lấy cái bay. Thì đây là cái nơi mình nuôi ấu trùng nè các bạn. Hiện tại là mình nuôi bằng khay nha các bạn. Đó, mình nuôi 100% là bằng khay hết. Thì đây là những cái khay nuôi của mình, thì chiều dài của nó là 1 mét, chiều rộng là 42 cm và chiều cao là 16 cm. Thì đây là cái thức ăn mình cho ăn nè các bạn. Cái này là mình cho ăn từ hồi sáng nhá, mình cho ăn cũng rất là ướt thôi chứ không phải là mình cho tới cái thức ăn khô. Các bạn có thể nghe được cái tiếng ấu trùng nó ăn nè các bạn. Đó, các bạn có nghe thấy không? Đấy, đây mình bới đây cho các bạn xem. Ấu trùng nó ăn lúc nhúc ở dưới đây rất là nhiều này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy rất là ướt này. Đó, khi mình cho nó ăn ướt như thế này thì làm sao mà nó khô được. Đó. Đấy. Thì cái thứ nhất là mình nuôi ấu trùng nó chạy một tí. Cái thứ hai là mình cái thời gian mình cho ăn á nó cách nhau ra khoảng 2 ngày chứ không phải là ngày nào mình cũng cho ăn. Ví dụ như cái đây ngày hôm nay là mình cho ăn này, nhưng mà phải tới ngày mốt sau khi mình dọn phân xong thì mình mới cho ăn lại. Thì cái khoảng thời gian đó thì cứ ngày nào mình cũng đảo lên một lần. 2 ngày là mình đảo lên 2 lần. Đó. Cái thứ nhất là giúp cho cái thức ăn nó trộn được đều hơn, con ấu trùng này nó lớn đồng đều với nhau. Cái thứ hai nó tạo cái oxy ở trong cái sinh khối của cái con ấu trùng nó đang ăn. Đó. Cái thứ ba nó sẽ giảm cái độ nóng của con ấu trùng. Đó. Đấy. Các bạn thấy nó rất là ướt này. Đấy. Hay nào cũng vậy nhá. Đấy. Đây này. Các bạn có thể thấy bên góc này là nó đã ăn rồi. Đó, thì nó khô. Nhưng mà ở phía giữa này, nó đang ăn thì nó rất là ướt này. Và khi mình đảo lên thì mình sẽ thấy cái hơi nóng nha các bạn. Đấy, rất là ướt nha, sệt sệt nha. Còn ở phía dưới đây nữa. Đây mình trồng lên làm ba. Đó, còn ở phía dưới đây nữa này. Đấy. Đó, bên đôi bên này. Bên này mình cũng nuôi như vậy thôi. Đó, cũng cho ăn cũng cùng một công thức với nhau cả. Đấy. Bạn có thể xem cái con ấu trùng của mình này. Thì lát nữa mình sẽ tiến hành đảo đều như thế này. Các bạn cứ dùng bay đảo thoải mái nhé. Mình đảo nương tay, đừng có cho nó đè vào cái mép của cái khay là được rồi, thì con ấu trùng nó sẽ không sao cả. Hoặc là các bạn đeo cái bao tay vào, các bạn đảo cho nó mau. Đó. Thì không phải là sợ ghê sợ gì, nhưng mà cái mùi của con ấu trùng nó ám cái tay ghê lắm các bạn, ám lâu lắm. Về còn vợ con cái thứ nữa mà cái tay mình rửa không hết mùi cũng kỳ. Đấy, nên mình dùng bay hoặc là bao tay mình đeo vào. Đó. Thì đó là cái cách của cái nơi mình nuôi ấu trùng và cái cách mình đảo ấu trùng như thế nào. Còn cái nữa là cái thức ăn mình cho ấu trùng nó ăn là cái gì? Thì ấu trùng của mình là mình cho nó ăn bằng cái thứ nhất là ăn cám gà con. Cái thứ hai là cám gạo. Cám gạo mà loại cám gạo ngon đó các bạn. Đây này, đây là cám gạo này. Đấy, đây là loại cám gạo ngon này. Đấy.
Cám gạo ngon thì các bạn dùng tay xoa như thế này thì thấy nó ít trấu thì đó là ngon, hoặc là các bạn có thể cho vào miệng mình nếm nó ít sơ á, thì đó là cám gạo ngon đó. Cái hỗn hợp cám gạo và cám gà con thì mình trộn vào với nhau và mình cho vào thùng ủ. Ủ thì mình ủ bằng men nha các bạn, ủ bằng men vem gốc á, nó rất là tốt luôn. Mình ủ khoảng 5 đến 7 ngày là bắt đầu mình sẽ cho ăn dần. Các bạn có thể nhìn trên mép đây này. Đấy. Trên mép đây. Thì chỗ này nè. Nó trắng trắng như thế đây là nó lên men đó các bạn. Cái mùi men nó hơi nồng xí nhưng mà nó thơm. Thơm nồng. Đó. Nó lên men như vậy là mình cho ăn được khoảng 5 đến 7 ngày. Đó. Còn đây là cái hỗn hợp cám gà và cám gạo là mình ủ trong đây đó, mình ủ loãng các bạn, các bạn có thể thấy này rất là loãng này đó. À, cái đây á thì do cái đợt vừa rồi là mình chưa có dọn phân á, trong cái phân nó còn thức ăn thì mình pha loãng như thế này để rưới vào để tăng cái độ ẩm cho ấu trùng nó ăn được tốt hơn. Đây là một trong những cái thùng đựng thức ăn này các bạn. Còn phía bên đây, phía bên đây là cái thức ăn thứ hai. Ở đây thì gồm có chuối và mít các bạn. Mình cũng ủ men luôn. Bây giờ nó lên cái mùi giống như mùi rượu các bạn. Thơm lắm. Đây này, đây là có chuối nè. Chuối và mít nè, mít đây mít xay rồi nha các bạn. Đó. À, cái này thì mình cứ trộn cái chuối mít này nước nhiều lắm. Mình cứ trộn tỷ lệ 50-50 thôi. 50 mít chuối với 50 cám gà với cám gạo mình cho nó ăn thôi. Đó. Thì nó sẽ ra được cái như thế này. Đó. Thế này, ví dụ như đợt trước á thì nó ăn tơi rồi, nó còn khô á, thì mình sẽ rưới lên như thế này này. Đó, mình rưới mình tăng cái độ ẩm cho nó. Nhưng mà lưu ý nhá. Lưu ý các bạn nhé. Khi mình cho ăn ướt như thế này á, các bạn phải có kinh nghiệm. Các bạn phải quản lý được cái độ ẩm của nó. Khi mình rưới mình canh làm sao á để nước nó sẽ không lỏng bỏng ra ngoài để mép. Đó. À, khi mà lỏng bỏng ra ngoài mép mà nó kết hợp thêm hai cái yếu tố, cái thứ nhất là dày, cái thứ hai là nóng. Cái thứ nhất là dày, cái thứ hai là thiếu thức ăn thì con ấu trùng nó sẽ bò ra ngoài nha các bạn, nó dồn vào góc và nó bò ra ngoài. Còn đây mình quản lý cái mật độ vừa phải, cái lượng thức ăn đầy đủ thì nó cũng hiếm khi mà nó bò ra ngoài lắm, gần như là không có. Các bạn có thể nhìn cái mép này là các bạn biết này. Nếu như mà cái khay của mình mà nó có cái dấu vết bò ra ngoài là nó có ngay. Còn đây mình nuôi là nó không có bò ra ngoài nha các bạn. Đây này, cái vết này nó chỉ bò tới đây là hết rồi này. Đấy. Thì đấy là cái cách của mình nuôi. Đấy thì mình cho ăn như thế này khoảng 2 ngày nữa. Thì trong 2 ngày tới là mình không có cho ăn thêm nha các bạn. Thì con ấu trùng nó sẽ ăn hết sạch cái thức ăn này và nó tơi nó khô lên, và sau đó nó chuyển sang cái thức ăn này, nó ăn đi ăn lại nhiều lần là nó thành màu nâu. Thì lúc đó mình sẽ tiến hành dọn phân, dọn khoảng 60 cho đến 80% cái lượng phân của ấu trùng đó, rồi sau đó mình sẽ cho ăn tiếp đó. Đó là cái cách của mình nuôi để cho nó khô. Còn các bạn cứ ví dụ như cho ăn như thế này rồi mai mình cho ăn nữa, mốt mình cho ăn nữa, cho ăn liên tục thì không bao giờ nó khô được, phải có khoảng thời gian nghỉ để con ấu trùng nó ăn đi ăn lại cái lượng thức ăn này thì nó mới khô được. Còn các bạn mà ăn 100% thức ăn là trái cây á thì cái đặc tính của nó là nước, mình cũng chưa ăn thử cái kiểu đấy như thế nào. Đây cái thức ăn của mình là gồm có 50% trong đó là có cám gà con, cám gạo và 50% là mít và chuối. Đó thì với cái cách mình nuôi đây như trên á thì mình thấy nó không có ướt và ra kết quả khô. Thì nó
Thì đây là cái chồng khay nè. Cái chồng khay đây nè các bạn. Mình nói là mình ủ kén nè. Đấy. Đấy. Mình nuôi làm sao mình ủ luôn trong đó, mình đâu có cần phải lọc phân đâu. Cái điều tối kỵ khi mà đậu ủ kén á là không được đụng vào nó, phải để cho nó yên tĩnh nó đóng kén, còn mình đụng vào nó sẽ lộn ngọn lông muội nó bò dậy. Nhưng mà đây mình sẽ bới lên cho các bạn xem, đây nè các bạn thấy không, nó đóng kén đẹp hết rồi nè, đó đóng kén hết rồi nè, đấy đó, nó đang nằm nè, mình đụng vô ngay bây giờ nó bò này các bạn, nó bò con này con kia nó đụng nhau là nó bò lên hết luôn đấy. Điều tối kỵ là không được đụng vào những cái khay bên đây, mình không có đụng vào nên nó vẫn còn nằm im nha các bạn. Đó, khi mà các bạn cho nó đóng kén thì các bạn lưu ý nha, không được đụng, giảm ánh sáng, yên tĩnh thì nó sẽ đóng kén. Đây nè, đây vẫn còn phân của nó các bạn, các bạn thấy không, những cái hạt phân của nó này đó, thì nó khô lắm đó, nó khô lắm, nó khô rồi, nó không còn mùi hôi nữa và nó rất là thích hợp để con ấu trùng nó đóng kén. Đấy, đóng kén rất là nhanh, đó là cái cách của mình làm đó. Bạn nào mà thấy hay thì cho mình một like nhé, còn bạn nào mà có cái ý kiến gì khác hoặc là có những cái câu hỏi gì về chăn nuôi ruồi lính đen thì các bạn cứ comment ở phía dưới, mình sẽ nếu như mà mình biết á, mình sẽ giúp các bạn giải đáp những cái câu hỏi, những cái thắc mắc trong cái vấn đề chăn nuôi ruồi lính đen, làm sao để mình nuôi hiệu quả hơn. Đó. Thôi xin chào tất cả các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhé.